mến chào tất cả các bạn các bạn thân mến biết cách tiết kiệm quản lý chi tiêu là một trong những bí quyết giúp cuộc sống của bạn được ổn định về mặt tài chính và tinh thần cũng như dễ dàng thực hiện các dự định trong tương lai người xưa có câu buôn bán tàu bè không bằng ăn dè hà tiện nhằm khuyên chúng ta cần phải biết tiết kiệm để có thể làm giàu không nên tiêu pha hoang phí Vậy quản lý tài chính như thế nào là hợp lý? Hãy lưu lại ngay 6 cách tiết kiệm, giữ tiền và tăng tài sản hiệu quả cho bản thân trong video sau đây nhé. Trước khi đi vào tìm hiểu, các bạn đừng quên cho kênh một like, một đăng ký kênh nhé. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá và làm giàu theo dõi. Một Đặt mục tiêu tiết kiệm tiền Niềm tin về tiền bạc cũng như mục tiêu tiết kiệm tiền tác động rất lớn đến kết quả hành động bạn có thể đặt mục tiêu tiết kiệm ví dụ như mua nhà tiết kiệm tiền cho con đi học tiết kiệm tiền dưỡng già cụ thể hơn bạn cần thực hiện mục tiêu đó trong bao lâu việc tiếp theo sau khi đặt mục tiêu tiết kiệm tiền là quyết tâm và kế hoạch chi tiêu cần thực thi bạn có thể đặt niềm tin rằng mình có thể giàu có và ổn định tài sản ngoài ra việc quyết tâm kiên trì với mục tiêu tiết kiệm tiền cũng sẽ giúp bạn thay đổi tư duy về việc chi tiêu hợp lý hàng ngày khi thực hiện bước này bạn cần chú ý xác định thứ tự mục tiêu quan trọng được ưu tiên tùy từng thời điểm nếu có quá nhiều mục tiêu bạn sẽ bị quá tải và ảnh hưởng đến các quyết định tài chính hai ghi chép chi tiêu và theo dõi rõ ràng để có thể có cách tiết kiệm tiền hiệu quả bạn cần biết rõ hiện tại mình đang chi tiêu bao nhiêu so với số tiền kiếm được nếu không thể nắm rõ được điều này rất khó để bạn đạt được tiến độ mục tiêu tiết kiệm. Việc lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng giúp bạn kiểm kê lại thói quen chi tiêu của bản thân hiệu quả hơn. Đầu tiên bạn liệt kê ra các các khoản chi tiêu bắt buộc phải có hay còn gọi chi phí cứng như tiền điện, tiền học, tiền ăn. Và các khoản chi tiêu phụ như tiền ăn vặt, tiền ma chay hiếu hỉ, mỗi khoản cụ thể bao nhiêu tiền. Hãy theo dõi mọi khoản chi của bạn, từ các hóa đơn cho đến cốc cà phê mỗi sáng, bó hoa thỉnh thoảng mua ven đường. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ, hoặc đơn giản là một chiếc bút và tờ giấy, để theo dõi chi tiêu của mình. Sau một thời gian một, ba tháng theo dõi, và đã có dữ liệu, hãy sắp xếp các con số theo danh mục, để dễ dàng cân đối thu chi hợp lý. 3. Hãy trả cho bản thân trước. Nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett có nói đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi tiêu hãy tiết kiệm trước và tiêu những gì còn lại khi có thu nhập bạn cần ưu tiên giữ lại khoản tiền dành cho tiết kiệm và đầu tư trước sau đó mới tính đến các chi phí sinh hoạt như vậy chi tiêu sẽ là phần còn lại cuối cùng sau khi bạn đã ưu tiên phân bổ thu nhập cho việc tiết kiệm đầu tư điều này sẽ giúp bạn giới hạn lại ngân sách chi tiêu của mình tránh trường hợp vung tay quá tráng và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tài chính trong ngắn hạn và dài hạn. 4. Tìm cách tăng thu nhập Khi bạn đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch tiết kiệm, tăng thêm thu nhập vô cùng cần thiết. Điều này giúp bạn rút ngắn thời gian tiết kiệm và dự phòng cho các khoản thu nhập bị thiếu hụt bất ngờ trong tương lai. Bạn có thể yêu cầu sếp tăng lương phù hợp với đóng góp của mình, làm thêm giờ, làm gia sư, kiếm tiền online, thay đổi công việc với mức lương tốt hơn. Nếu bạn không có sự chênh lệch nhiều giữa chi tiêu và thu nhập, bạn thường không có nhiều tiền để tiết kiệm. Tăng thu nhập để đảm bảo số tiền tiết kiệm vô cùng quan trọng. Lúc này, bạn cần có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau hoặc một nguồn chủ đạo lớn thì số tiền tích góp sẽ nhiều hơn. 5. Kiểm soát chi tiêu. Theo các nhà nghiên cứu và các chuyên gia tài chính, tỷ lệ tiết kiệm theo thời gian ngày càng tăng tiết kiệm tiền rất cần thiết đối với mọi người nhất là các bạn trẻ điều khó nhất để thực hiện là bắt đầu vì vậy hãy bắt đầu kiểm soát chi tiêu từ những khoản nhỏ nhất và thường xuyên nhất bạn cần hiểu rõ thời gian không bao giờ trở lại vậy nên bạn hãy kiểm soát chi tiêu và đặt cho mình một mục tiêu lớn nhỏ tùy khả năng của bản thân để sớm đạt được mục tiêu và tận hưởng cuộc sống lưu ý tiết kiệm tiền không đồng nghĩa với việc phải nhìn ăn nhìn mặt hay keo kiệt căn cứ vào mức thu nhập hiện tại của bạn tiết kiệm tiền mua nhà mua xe ô tô có thể khó hoàn thành trong thời gian ngắn nhưng nếu bạn kiên trì thực hiện trong dài hạn mục tiêu vẫn có khả năng thành công cao hãy kiểm soát lại chi tiêu cá nhân chi tiêu gia đình cam kết tăng khoản tiết kiệm lên mỗi năm bạn sẽ đạt được mục tiêu sáu, đầu tư vào các tài sản ít biến động để tăng khoản tiền. Khi các bạn lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, hiển nhiên các bạn tích lũy dần và sẽ có khoản tiền dư ngày một nhiều hơn. Từ đó các bạn học cách đầu tư từ nhỏ đến lớn. Có thể đầu tư vàng, chứng khoán, ký quỹ, lớn hơn là bất động sản. Đầu tư vào các tài sản ít biến động như bất động sản, vàng bạc cũng là một trong những cách tiết kiệm tiền được nhiều người tin tưởng. Bất động sản thường có khả năng sinh lời tốt trong trung và dài hạn nhưng cần đầu tư ban đầu lớn. Còn vàng thường sinh lời trong trung hạn, thậm chí trong ngắn hạn. Các loại tài sản ít biến động, cũng có sự an toàn, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bạn cần tìm hiểu kỹ càng trước khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. Tác giả Robert Kiyosaki đã viết trong cuốn sách Dạy con làm giàu rằng không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi mà điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn để đạt được mục tiêu tài chính cá nhân hãy thận trọng phân bổ nguồn thu nhập của mình dù đó là khoản lương đều đặn mỗi tháng hay các khoản thu nhập bất ngờ như khoản thưởng cuối năm tiền thừa kế hay trúng số hãy nhớ trả cho bản thân trước và bạn sẽ luôn làm chủ đồng tiền của mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe video hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé